ngàn cỏ hoa nhìn hình vầy lá bầy chim muông bách bách thú quỷ tâu chim ngoanh xíu dít ở lâu ý. Châu đồng tiên vườn rú con trên nón dầu gì thu sơn lâm mọi vẻ mọi sinh một bầu gió mát chắc chắn trên sân trà.
gian mới về. Lên cao bao người Tây người Thổ, xuống Bắc Bắc Hà, xuống Bắc Bắc Hà có cả người Dao, xuân sang thắp nở hoa đào. Ai đi lên mẫu trên đồng đăng mới về. Thank you.
người phán lưng. Đàn anh yên tưng bừng díu dít tiếng nhạc lồng lồng. Xa tít tít tầng không gì rào tơ xúc vẹn sông. Sáng sáng xoa đôi dòng hát reo, nước suối chảy quanh quanh đèo dốc rách rách đền thờ châu, tùng bách bách phất phất phơ suối sô ca lượn lững lờ. Bành bành lưới ca họ tiểu phú đón đã canh thâu tiểu ra đón nước tháng ngày. Ít hạ tiên lòng thành con bái đạo, con cung thỉnh mời Phật thánh lai đạo từ sùng tiếng mở thung dung tiết mày lạnh tiếng mở thung dung con thỉnh tam tòa tiên anh hội công đồng lai sang tàn xiên thiên nhiên cung thỉnh mời đến nhân nhân vân công xua thường thiên đi cụ về vân các tôn quê đất phủ dày vân các tôn quê nghĩ hưng thiên bản phương nam mô nhà cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhà cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhà cung giảng bồ tát ma ha tát thanh gia hồi đệ nhị thanh thiên cung hình bồi mẫu đệ nhị ngày mùng mai tháng thìn năm 21 tuổi sẽ xuyên dần phàm. Dưới đỉnh chân nhang phật tử xuất thiên thương đệ tử kiện thành một tài kim lô phong cảnh thắng nhân luân tức biên an thập phương tức nhật gia vô biến hạn thiêu tai sinh nam mô
Vân cũng giang Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Hương Vân cũng giang Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Hương Vân cũng giang Bồ Tát Ma Tát. Làn thanh gia ngồi cùng thanh mẫu đệ tam ma cùng thịnh mời thanh mẫu đệ tam xích lần lòng tử viên thoại cùng sớm kết loan phong kinh xuyên sớm kết loan phòng thảo mai tiểu tiếp ma xa lòng ấy gieo hoan dưới hương định hương dưới tùy hương giải thoát chi kiến hương quang minh tân đài biên pháp dưới cung giảng tộc phương vô lượng phật nam ta nhiệt tu phật thảo đứng chung chiến tan chấm chấm ngũ chân quan cung hương nhiên liệu nhiên liệu chư phật bồ tát hạ thiên tôn thanh hương xuân la tam tu nhân khai quang long nhang hợp cờ diệu quang miên xin từ chúng mà đích tăng cung giảng kim mục hoàng thân cận thành đế kim xuân vương thanh gia nhiều có lệnh xin sai các bạn hiểu sự sinh tiên cảnh bông rơi bông lai tiên cảnh bầu trời gió nam hoang hoảng dân thì mỏ mang Nam Hải Đức Ông Định Tam ngài dòng dõi kim sĩ thanh gia hồi hoa hải đương thần tiên vương vô lệ nhất thanh gia hồi nhị vị đại hoàng tấu ương cô đại hoàng hồi cử về tờ mờ trông lên na cử về tờ mờ xin thôi cô mẹ thanh gia hồi người đình thờ làm bảo hương đông mà con thịnh mời cầu mẹ ông sang vị thanh gia chảy hơi đông cuồng máu đồng chảy hơi đông cuồng con thịnh mời chúa bà đi đi sáng đi đi là hôm mơ này trong hang động Chúa giáng lâm trên đất tổ đông cung
muôn tháng riêng ngày mão giờ. Thank you.
suối chảy thấp mà cả đổ vào bốn phương đi qua đền trai hút cánh đền bảo hà thanh hót nhạc dung phố luôn sao phải công công đầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao la sương vào nhạt nhòa.
long lâu thủy đình. Đền hồ sen bóng gợn lung lung linh. Thank you.
đề đa. Chú độ cho được yên ở yên nhà, gia chung an thịnh lộc tài được hoan hân. Chứ xem về đồng giáng cũng xử lý huần. Ngày hôm nay chứng lễ sơn trang.
Thank you.
Mạnh khỏe sống lâu. Chúng tôi ban ẩn cho Hoàng ngày hôm nay
âm nhất dương để nhất thuận để hòa đó gì. Ô thế thế mà hôm nay nhờ cái lính ghế họ cũng là trợ duyên cho tất cả các lính ngày hôm nay. Chúa tôi ban danh cho tất cả các con của Chúa ở tại bàn đền nhờ. Ngũ phúc thì được nâng hơn mà thân tâm thì được an lạc. Ô ô thế thế mà chúng tôi mang lời bàn thang kính ngọc cho họ ngũ gì. Thế mà ngày hôm nay họ ngũ có lễ chương trình để tại bàn đền nhờ. Thế mà chúa tôi đánh cái một chỉ lời cho họ ngũ không? Cái thành tâm, cái trí tâm, trí huyết, cái thành và ban đọc tự tài cho quân dân. Một người một đi, một hai để thanh đảng có lễ này không ai được người vẫn hẹn người ô. Phật trời cho con thuận lộ vì tới nơi cung vàng thì ra vâng bạch chúa sơn sang vén bầy hoa phép đồ được chúng con đi làm thịt thính đông hề giọng khinh dịu tâm dâng cả ba bình mình con non chúa ăn mì nửa quả thuốc lào vò chúa độ cho gia chung nước thuận một dòng thành gia hồi phục mạc đi đình tôn quan phục mạc đi đình thank you.
khương từ trên đời số sinh số tử trên đời một tay là biến xếp mà không sai số nào họ khăn
duy bách thần vạn tùy xưng hô thánh. Nhang bay ngạt bóng hương trầm, trước sau vạn võ bách thần đều vào ra. Hiệu quan sám sát là thần đồng sáng lâm, tôn quan xa vũ đặng vân bắt muôn công tử xa gần về làm tổ. Ngàn liền với ải chi lắng, nơi danh làm sơn thủy hữu tình, địa thế đẹp quan sáng sinh từ dày. Năm binh dần à, năm binh dần ngày mùng 10 tháng 11 Thái hậu bà sinh được đức tôn quan, các bách quan vọng tấu cửu trùng, trường phi long quốc sách phong quan thẻ vàng. Trong chiều phó thác tiếng lừng vang quan sám sát anh linh linh, đà bao phen quan dũng bạch thiên đình, thay quyền thượng đế cứu sinh cho muôn đời. Sinh sát nương tàn côn năng soát song tay, khâm thừa đế lệnh xưa nay, quyền hành quan giám sát sức tày là tiên cung. Đôi ngang muôn thủa sáng ngời, lục lục cung dọc bỏ để đón người nhất tâm mà. Ngắm cơ tạo, ngắm cơ tạo xoay vần sinh thác, hãy tu đi rồi để ngày mai, nhưng phải ngẫm câu sinh hóa ở trên đời, sinh sao cho đáng con người quan mới sinh. Nam mô Đức Phật Di Đà, người trẻ người già, quỳ trước quỳ sau, ra nơi cửa đền phải biết bảo nhau, tư nhân đích đức là tổ mi ở đời. Quan thái tử đề tam phương phi diện mạo lòng nhàng khác thường,
hàng công đôi thiên đình thoái phủ trước võ thần tôn quan chân thủ nghi lạnh giá nghi
lần khi nhà cư ngài vàng tuần sư kiểm soát có phạm trần gian. Hai con nguyện giữ lòng trong sáng,
tam bối ông còn chả dám đâu sai. Xin ông hạ bút hoa thai, độ son Nam Việt họa tài mà vi tường. Úi xin ông thương đến đồng xa, đò cho nam nữ trẻ già, ai ai cũng được mặt hoa da hồng. Bốn con huyền à, bốn con huyền, một lòng chí kính sắm nhang đằng còn trả xanh với ai. Xin ông lớn sáng đài, độ cho trọn vẹn lộc lộc tài và công danh. Năm con nguyện trung thành với tứ phủ, trước hội đồng văn bộ bách quan, căn cao số năm còn tôn nhang, đã làm tôi có đông thanh còn trả than giàu nghèo. Ông đạo được minh, khai cho thanh đồng trí tuệ thông minh, khai cho xong những được tình minh mà được tướng. Bảy con nguyện tiếp dương công đức, thu tiền xin cõi tục lầm than. Xin ông nhỏ phước thiên nhan, độ cho con được hưởng bình an tháng ngày. Tám con nguyện con đi theo thầy mãn thế, ông lại lầm ông cứu khó độ mê. Xin ông đem nước thủy về tắm cho đệ tử mọi bề được hành thông. Hiền thoát đường lãnh tục được lên trên giang đài. Mười con nguyện tiền tài con không tiếc, thác đi rồi còn biết chi đâu. Họ Vũ hôm nay đặt gối quỳ đầu, mãn chiều phê bóng theo hầu mì tôn quan. Quan đệ tam ma, quan lớn đệ tam người thông minh chính trực, trong triều đình quan có chỉ nhường ai. Tài được thao văn có toàn tài, đình thần tam tứ phủ nào ai sánh kỳ. Lịch nghe con ghi lãnh giang thánh tích, thành ra ôi tiếng bàn loan. Cung đình mời quan đi tứ, vốn con sợ gì
sầu. Quan lớn đệ ngũ tuần dài dài. Dập dập tích tích sử tôn quan đệ ngũ đức đức nghi lòng lòng mỹ hầu thái tử nghi lòng cùng quỳ danh nghi bốn coi thấy lừng lừng thu tà mình chóc chóc quỷ thần thần thông thông tương tài. Loài thủy coi thua xăm hồn phách lũ sơn nghỉ trừ tích nghi không tha thành đệ tử khấu phục hà nam thượng sơn ca
ban khen ban thưởng pháp sư họ Nguyễn ngày hôm nay cười đầu tướng đấu có tờ đối lá chạm đấu lá chỉnh tô tỉnh nê lên đệ ngũ vườn quan lành à. Đến ngày hôm nay thủ nhang bán đề phủ xem minh tử họ đúng ngày hôm nay thiết lập đan trang coi chu phật mã bắt nhã thừa đồng tô tỉnh đề đại bán đề tụ cung minh tử. Đến ngày hôm nay dương trình đôi hạng đồng ở tại bán đền quan lớn đệ nhị thượng ngàm tiền thanh tra hậu giám sát ở tại bán đền châu lục cung vương ở tại bán đền ở đây ban danh ban viện ban tín ban đồng ban cho bán đền phục dự cửa phật tỉnh tiên thánh cũng nhẹ nhàng thanh thông phong phú cho thủ nhang họ vũ và toàn thể công ty phát triển thanh thông thương mại làm ăn vật thịnh cường thịnh cường à. Chúng sừng sinh phi cho đời chúng sừng sinh cửa nhà phú quý khang tích đời đời phi cho sứ mệnh tôi nâng lá sứ hồng để con đi nâng lá sứ hồng để trước công đồng Phật thánh sinh linh đi dâng dư đi đi trình vàng mã dâng lên đi mân vàng mã dâng lên đi ông vì tổng đối chép biến rõ ràng vì cho người từ trang sinh đôi chữ trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh đi của nhà phú quý tháng tích đời đời vì cho sức mạnh khai tập cờ diều khai quang trực trực ma văn hóa tích tăng cung giáng kim phủ hoàng thân vật thánh đế tiên sung Hồng Châu
sông Giáng sinh trần rơi. Phủ Hồng Sông Vĩnh Lạc hiện danh. Thiên tử tương tình anh tuổi thời niên thiếu ghi danh bà mà lâm liệt tung hoành nghi khắp bốn phương xa.
gần đều biết ta tôn quan thần lâm liệt thần cơ bắc sung nam đâu đó đều phụng thờ đình sang thiết lập đền thờ quan lớn quần xanh. Bầy tư cổ truyền lại đã bao phen xuất nhập mỹ trang đài vua ban chấp chính ngài quản cai triều đình
cố ý tâm bình. Tiên chiều hạ lệnh tiến đình, thiên bè qua bên phòng sông tranh đức lòng. Tiên thủy cúc đội lệnh cửu trung đi yêu chờ muôn dần dần. Ai mà cầu nhân đi đắc nhân đi cầu phúc tăng phúc bản thân thân được điều. Quan kim chi các phủ với các tòa quan về xa ngự biến thành sứ thiên quân phù họ vũ được thiên nhiên thọ trường. Vì cổ quân tìm nhà hiu phúc nghi cũng thương người trong trong lúc lạnh thân thân ni dằm tháng ai lục trung tuần này thủ long ông lao bốc thần thần mi bảo trời lại trở ra đi quy tướng bạch hổ quan vì tiền tức thì thành ra hồi man hải đông đình.